cũng con cá rô của đồng bằng châu thổ Cửu Long, quét muối ớt rồi nướng trên bếp than hồng, nhưng có một chút thêm thắt trong cách chế biến để gia tăng hương vị cho món ăn. Anh ơi, con cá nướng muối ớt này có gì khác so với những cái chỗ khác người ta nướng muối ớt hả anh? Con cá của mình á, mình lựa cá rô đồng, đó là dừa, con dừa với lại mình có cái tiêu xanh á, tiêu xanh ướp lấy ở Phú Quốc, là lựa tiêu cực kỳ non, làm cho cá nó ngon. Cái hương vị của con cá rô bữa nay chỗ quán của tụi em là nướng muối ớt đúng không? Nó có cái mùi vị rất là thơm không? Nước chấm hoặc là cái sợi tiêu trong đó, hoặc tiêu trong đó là bắt mắt người ta. Chỉ cần một chút biến tấu, đầu bếp đã làm cho món ăn quen thuộc có thêm hương vị mới, thơm ngon hơn, bắt mắt và đẳng cấp hơn.